chiến tranh kéo dài, trời Việt tràn bao đau thương. Nhớ khi nước nhà cùng nhau đại phá quân thành, Tây Sơn khởi nghĩa khắp nơi đã dâng chí hùng. La Sơn phụ tử dẫn y chiến thuật di quân, tiếng reo khắp trời đoàn người cùng nhau xông pha. Bóng vua Khải Hoàn về thăm nguyên thiếp tôn sư, Quang Trung cởi giáp kinh tôn đức ân dắt diều. La Sơn phụ tử xuất núi phò đứng minh quân, là quân sư đền đáp non sông bao đời, dùng đức ân soi sáng lòng của muôn dân. Lòng hiền lương thuở nào danh tiếng vang lừng, bồi đắp cao thêm đại nghiệp dựng nước Quang Trung. Và từ khi hoàng đế Quang Trung băng hà, trời nước Nam hoang phế tràn những gian tham. Người từ Quang trở về nơi nuôi thiên nhân, ngày tháng trôi qua dạy học thi tứ lưu truyền, nhắc nhở đến người ngàn đời toàn dân ghi tâm. Biết bao sách con truyền lưu minh đức thanh danh, Tây Sơn khởi nghĩa đã ghi chép công của người. La Sơn phụ tử nguyên thiếp ngàn đời không quên, tiếng tâm sáng ngời bầu trời Việt Nam muôn năm. Nhớ công đức người cùng nhau ta hãy noi gương, bên nhau chung sức góp công đắp xây nước nhà. La Sơn phụ tử nguyên thiếp ngàn kiếp ghi công, là quân sư đền đáp non sông bao đời, dùng đức ân soi sáng lòng của muôn dân. Lòng hiền lương thuở nào danh tiếng vang lừng, bồi đắp cao thêm đại nghiệp dựng nước Quang Trung. Và từ khi hoàng đế Quang Trung băng hà, trời nước Nam hoang phế tràn những gian tham. Người từ Quang trở về nơi nuôi thiên nhân, ngày tháng trôi qua dạy học thi tứ lưu truyền, nhắc nhở đến người ngàn đời toàn dân ghi tâm. Biết bao sách con truyền lưu minh đức thanh danh, Tây Sơn khởi nghĩa đã ghi chép công của người. La Sơn phụ tử nguyên thiếp ngàn đời không quên, tiếng tâm sáng ngời bầu trời Việt Nam muôn năm. Nhớ công đức người cùng nhau ta hãy noi gương, bên nhau chung sức góp công đắp xây nước nhà. La Sơn phụ tử nguyên thiếp ngàn kiếp ghi công, nắm tay kết đoàn ta cùng nhau xây dựng